nước nha mọi người. TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em một ngày tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha ông bà cô bác. Thì ông bà cô bác ơi, để trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan cõi vong linh, có quỷ sứ ma mị, thì Lâm trở lại. Lâm đi tìm được một cái căn nhà đây. Nghe nói bà con xung quanh đây, bà con cô bác xung quanh đây chia sẻ cho Lâm biết là căn nhà này nghe nói có một cái quỷ nữ quỷ nữ là tóc đỏ hay xuất hiện, và sau khi căn nhà này bỏ hoang, cái khu này bỏ hoang thì khoảng 2 năm thì xuất hiện quỷ đỏ. Tới giờ thì bà con cô bác ở đây ít có ai không ai dám vào cái vị trí này đó, cho nên là Lâm sẽ hôm nay sẽ trải nghiệm và chia sẻ cho bà con cô bác xem thưởng đây cái quỷ tóc đỏ là như thế nào. Từ đó thì Lâm cũng chưa thấy ha. Giờ thì bắt đầu Lâm sẽ chia sẻ cho bà con cô bác xem, vào trong đây chia sẻ từ ngõ ngách và quay tìm kiếm coi thử cái chị áo đỏ này thế nào nha. Bây giờ thì mời bà con cô bác vào xem nha. Thì nghe bà con cô bác trẻ đây là rất là ghê, không ai dám lại. Ôi trời 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 trời. Thì kìa kìa bà con cô bác thấy không nè. Ồ, nguyên cái chùm tóc đỏ luôn kìa. Các bà con có thấy không à? Mờ quá mờ. Cái kệ đi kìa. Có đường nào vô mình vô thêm không bà con bác? Vô trong đây coi. Tìm vị trí nào vô đây, có cái đường nào vô không? Chắc mình lại đằng này quá, đằng này có đường vô. À, có đường vô này không bà con bác? Làm vào trong thứ nha. Trước khi vào cái căn này thì chúng ta phải đọc cái bài chú nha, để mà trấn áp ma quỷ nha mà cô bác. Nam mô Án Minh Đi Bất Hồng, Nam mô Án Minh Đi Bất Hồng, Nam mô Án Minh Đi Bất Hồng. Xin các vong linh cũng như là quỷ sứ hoặc là gia chủ ở trong cái căn nhà này cho Long chia sẻ cái video và tìm cách nào đó. Nghe nói có vong linh chị quỷ nữ đến đây giúp họ thôi, chứ không có ý phá phách gì đâu ạ. Ở bên trong nha bà con bác. Nằm này thấy vị trí nha. Đâu có tiêu rồi. Chắc Lâm vào bên trong nha. Vào trong luôn nha bà con. Mới thấy đâu vị trí này. Lâm thấy mặc áo màu bông bông. Giống như chị Đại vậy đó mà con bác. Trời ơi trời. Coi kìa mà con bác. Ghê vậy. Tóc đỏ. Em xin chào ạ. Dạ em đi đến đây em. Ôi đúng tiêu. Mất tiêu rồi mà quá. Em bật đèn sáng chút xíu chia sẻ cho bà con quá thấy rõ nha. Làm thấy cái vị trí nha. Bà có thấy rõ mà. Em zoom lên coi nhà xem luôn nha. Tại rồi ạ. Đây là làm đọc cái máy làm giao tiếp thử được nha mà các bác. Cố gắng mà giao tiếp thử được nha.
mình cũng cẩn thận không bảo bác ơi. Đâu có tiêu rồi không bảo bác ơi, không thấy. Em kể mới cảm thật coi, sao không thấy gì ta? Không thấy mà cô bác ơi, đâu mất tiêu rồi kìa. Thì ông bà cô bác nghĩ thôi coi, cái này vong linh hay là người sao mà cô bác. Đâu mất tiêu đó. Ôi trời trời, ông bà có bác thấy không kìa. Đầu lòng mà cố gắng đặt cái máy xuống giao tiếp thử sao nha. Đặt cái máy xuống nha ông bà có bác. Thì ông bà có bác ơi, ông sẽ lại là tiếp giao tiếp với chị nha. Nghe nói bà con của bác đây là chị này, chị quỷ rất là ghê, chỉ có một cái thực gì đó giờ Lâm cũng phải cẩn thận nha. Bác ơi, đúng là cái chị quỷ này ghê thiệt. Lâm mới vừa giao tiếp chưa kịp nói gì cả hết là đã giống như một cái gì này có pháp thực, có cái thực làm Lâm là giống như bị thương đúng không mà các bác. Tức là Lâm láng rồng, như Lâm có cái nội lực mạnh á, cho nên là không có xâm nhập được, cho nên là Lâm làm một cái thực lại là đã biến mất rồi, không biết có bị thương hay gì được không nữa. Đó, Lâm đây là cầm cái má lại coi. Này vị trí này nè ông bà cô bác. Ông thấy vị trí này nè. Động mất tiêu. Chắc có lẽ hoảng sợ rồi đâu mà bắt đi rồi. Bây giờ Lâm sẽ tìm cái một cái vị trí nào. Chắc vị trí này không mà các bác ơi. Mình sẽ đặt ngay cái vị trí này luôn. Đặt các bạn nghi thức ngay vị trí này luôn á. Để coi thử cái vong này có xuất hiện không à. Bây giờ thì không có đi vòng vòng nhiều nữa các bác ha. Đặt luôn cái vị trí này nha. Đặt xa xa chút xíu mà các bác. Đây nè, đặt ngay đây nè. Để Lâm sẽ đặt cái vị trí này nha. Lâm Lâm nghĩ là một cái vong linh này rất là ấy, mình phải cẩn thận nha. Mình tìm cách nào mình cẩn thận. Bây giờ thì đặt vị trí nha ông bà bác. Thì ông bà cô bác ơi, cái vong linh này thực rất là mạnh nha. Cho nên là Lâm sẽ làm một cái
giống như là mình làm một cái sức mạnh nó bao phủ ở khu vực cái thân của mình. Mình làm cái thực bao phủ cái thân mình để mà khi mà lỡ mà cái vong linh này rất là nguy hiểm, cái này rất là dữ đó, muốn hại mình sẽ làm cái thực này bảo vệ thân mình trước cái đã nha. Rồi xong rồi đặt nghi thức. Thì sau khi làm cái thực xong là Lâm cũng sẽ đặt cái nghi thức này cho vong linh này, có lẽ là người này cũng đối khác gì đó, để Lâm tìm hiểu cho kỹ và cho rõ hơn. Rồi Lâm bắt đầu giải phiên căn cái vong linh này có thử được không nhân bà cô bác. Bây giờ chắc lẽ Lâm sẽ đặt cái bàn nghi thức xuống đây so với cái người này. Thường thường vong linh người ta ở đây người ta rất là đối khác, mặc dù vong linh dữ hay là như thế nào cũng rất là đối khác. Ở cái khu vực trắng này là không có gì ai cúng đâu. Những vong linh hiền á, hoặc mai có người còn cúng được, còn vong linh dữ là coi như là đối đối xuyên suốt luôn đó ông bà cô bác, không phải bình thường đâu. Thôi chắc lẽ Lâm sẽ đặt vị trí liền ngay lập tức nha, nói nha. Lâm sẽ tìm cái gì đó để mà kê lót lên nha ông bà cô bác. Em sẽ tìm cái gì đó để mà kê lót lên. Anh đi kiếm cái miếng cây hay miếng gạch gì đó mà bắt. Thì ông bà có bác ơi, Lâm lượm được cái miếng gạch nè. Ở đâu cũng biết có miếng gạch cũng sạch lắm nè. Lâm phải dọn vị trí này nha. Dọn mình cũng làm cho nó sạch chút xíu rồi mình sẽ để nha bà con bác nha. Ngoài ra có cái tấm vải nữa bà con bác ơi, không có tấm vải nữa. Chủ yếu là mình tìm những cái vong linh để mình khuyên căn chứ không phải mình hại người ta đâu bà con bác ơi. Cái này Lâm tự vệ thôi à. Lâm sẽ bài ra cái này, đâu có mấy cái miếng này lụm đằng kia lắm các bà các bác. Thì cái này cũng đơn giản thôi chứ không có gì đâu mà ấy. Thì cứ đặt cái đây luôn ha. Tìm cái nào phiên căn dẫn linh thử được không nha. Đem đồ ra nha bà các bác. Nướng nè. Bánh. Trong này là những cái đồ đó mà các bạn cũng để cái này qua bên nha, cũng quẹt nữa. Thì ở đây có bánh nè, cho nên là Lâm dùng cái dĩa thôi nha, cái đồ cắm hương. Còn một cái dĩa thôi, để cái dĩa ngay giữa này luôn. Còn bánh với vàng mã thôi nha. Còn để mình tìm cách nào phiên căn thôi coi. Dông này dữ quá mình không cúng nhiều nha. Có nhiều đây thôi ông bà cô bác. Còn bọc này mình để thôi lát nha. Để qua bên chút xíu nữa mình nãy nha. Cái vong này không biết có nghe tôi nói không. Tôi đến đây tôi giúp vong nha. Tôi không có thảm hại gì đâu nha. Vong này dữ quá không biết, không có giao tiếp được, không có nói được ông bà cô bác. Mình chỉ nói như vậy thôi, cái vong tôi nghe không nha. Chứ lại Lâm cũng không biết làm thế nào giờ. Cái vong này rất là dữ. Thóc đang cày. À quên ông bà cô bác ơi. Quên nữa, Lâm sẽ làm một cái thực. Làm cái thực để mà bảo vệ thân nha. Lâm mới làm cái thực để mà làm cái dùng cái phép đó ông bà cô bác. Mình trấn mình bảo vệ cái thân của mình, nhiều khi á sợ vong linh mới thời đóng lén đánh lén mình á, mệt mỏi lắm. Lâm sẽ thắp đèn cày nha, đổ này ra.
gió quá không biết đốt có được không mà các bạn. Đây gió rất là nhiều, đốt con kỳ khó. Lâm ơi chắc mai mốt là mua đèn cày lớn chút xíu, đèn này nhỏ gãy hoài. Đúng là bà con cô bác ở khu vực này chia sẻ là đúng rồi. Kiều Lâm này đến đây thu phục cái yêu quái tóc đỏ này. Đúng là dữ thiệt, là mới gặp thôi là muốn hại mình rồi đó mà cô bác. Lâm rất là cẩn thận, không có đùa được với mấy cái dòng này. Mình nhìn cách nào mình dám quá thôi. Để thắp cái hương luôn nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Trời ơi, cúng cho ăn mà còn quậy nữa hả? Ông mà có ác không biết có thấy không à. Mới xuất hiện là cái thực Lâm á. Nhưng mà Lâm không sao ha. Không sao đâu, phát hiện được Lâm làm một cái thực hơi nặng tay chút xíu ông mà có ác. Làm hơi nặng tay chút xíu. Chắc lẽ là cái dòng này theo Lâm biết chắc cũng đã bị thương rồi đó. Lâm nghĩ là chắc lẽ là bị thương rồi. Bây giờ Lâm sẽ cúng đi, đốt vàng mã có cái dòng này thử ra không nha. Chứ cái dòng này dữ quá, dữ quá thì mình cũng phải cúng luôn mình quá đó. Mình phải cho họ thử đi, biết đâu họ ăn, họ dùng những cái đầu này của mình rồi họ bớt dữ làm sao. Quá thì dữ thiệt. Còn cái dòng này thì đó giờ Lâm mới gặp cái dòng mà nó bị tổn thương được Lâm luôn, hại được Lâm luôn. Quá trời mà đó cái dòng. Lâm kiếm cái cây để mình nấy nha mà các bác. Để mình đốt cái vàng mã này nha. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô các chư vị ở dưới cây của địa ngục, đặc biệt là hai cái chư vị ở cái địa ngục đưa tiễn những vong linh, những vong hồn lên trần gian. Thì hôm nay còn có cái những cái vàng mã để mà gửi cho hai vị chư vị đó nha. Thì không nói tên thì chắc có lẽ thì các chư vị này cũng đã biết là đang mời ai. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì bao gồm này đó. Rồi. Yeah. Khóa nữa, chắc có lẽ là nung nóng chờ mình ăn thì mình đốt lại lẹ cho họ ra nha các bạn. Mình mới ấn cái cọp đây mà. Mới phong ấn cái cọp đây mà giờ chưa sợ sao mà còn quăng gì cây cối gì ở đây ra nữa đây. Quá trời đất luôn.
giờ Lâm tranh thủ đốt lại lẹ, chắc có lẽ là cái dòng này cũng đối khác lắm rồi đó. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm sẽ đốt đèn cày rồi, bánh trái của Lâm cũng nước rồi, thì Lâm sẽ lui ra các bạn nghi thức xé bánh luôn nha. Bà quỷ này xuất hiện được chắc xé bánh được luôn, chứ đừng nói mình xé chi nữa, không biết hành tinh rồi thành quỷ gì nữa. Bà này cứ hành tinh luôn á, dám hại mình luôn. Đây nè, ra ăn đi nha, ăn mà tu nha, ăn ra mày quậy nữa là tu thu hụt luôn á. Rồi lui ra nha bà cô bác. Mình sẽ lùi ra thử coi cái hiện tượng cái dung linh này coi như thế nào nha bà cô bác. Cứ Lâm thấy quá trời dữ đó, ra ăn đi nha, lùi đi nha bà cô bác. Quên ông bà cô bác ơi, làm bật cái máy nghe nghe kinh luôn chứ, không biết cái máy nghe kinh nó bỏ rồi. Đây nè mọi người,
Thì ông bà cô bác ơi, giờ đặt kiến thức xong rồi, không biết có cái vong linh này có ra không nghe ông bà cô bác. Anh sẽ gom qua cái đồ này lại ha. Cái đồ này làm sao? Đồ lại nha, bà sẽ thấy ngay không bà cô bác. Nước nha bà con. Trời ơi. Ông bà cô bác ơi. Ông bà cô bác mới thời không biết có thấy không à. Lâm vừa gom nghi thức rồi Lâm lo đổ nước mà không có để ý. Ừ, tính làm gì Lâm nữa đó. Nhưng mà do Lâm đã lúc nãy Lâm có nói rồi, do có một cái lực á, cho nên là không thể nào xâm phạm Lâm được. Lâm vừa cầm cái nhang sẵn Lâm làm luôn. Cái thực mà có hiệu quả đó thì lúc nào mình có cây nhang là nó tốt nhất luôn mà cô bác. Có cây nhang thì nó có cái thần lực mạnh hơn nữa. Qua chờ cái dòng này dữ lắm á. Lâm chắc lẽ gom đầu lại ông bà cô bác ơi. Gom đầu lại coi. Lâm gom đồ một cái rồi Lâm đi tìm cái dòng thử coi sao nha. À trời mà đất. Đổ bánh trái ở đây luôn. Dễ qua đây luôn. Cái máy đi tìm coi sao nha. Cái dòng này vô khó chắc khó vô quá lắm nè mọi người. Mà thấy đâu đây nè. Cúng cho ăn rồi mà còn phá thiệt. Mà mệt luôn. Không biết cái dòng này như thế nào. Cái dòng này hung dữ quá, hung dữ không bà cô bác. Chắc có lẽ Lâm sẽ kết thúc video tại đây và Lâm đi về. Lần sau Lâm sẽ cố gắng trở lại tìm cách nào mà khuyên giải cái dòng linh này. Nếu mà không được thì Lâm sẽ thu phục luôn cái dòng linh này. Mang theo cái hồ lô thực để mà thu phục luôn cái dòng linh này luôn. Để cho họ sám hối họ. Tại vì chỉ có cách đó thôi. Mình mới... cho họ ăn năn, bỏ vô hồ lô cho họ nghe kinh tụng Phật, họ sám hối ở trong cái hồ lô luôn. Chứ giờ hả, Lâm bài là nghi thức Lâm cúng kiến bánh trái như vậy nè mà không ăn mà còn hại Lâm nữa đó ông bà cô bác. Dung linh này dữ quá dữ. Chắc có lẽ Lâm sẽ kết thúc video, tắt máy đi về, hẹn ông bà cô bác một ngày gần nhất Lâm trở lại và tìm cách này giáo hóa được hay không. Nếu mà giáo hóa không được thì Lâm sẽ thu hút vô hồ lô và làm cho sám hối. Khi nào cho sám hối được bao nhiêu ngày đó thì Lâm sẽ thả ra và sẽ nha
Giờ biết đâu lần sau lại Lâm sẽ khuyên căn được sau thì ông bà cô bác. Giờ video Lâm sẽ kết thúc tại đây. Chào ông bà cô bác nha. Đi về thôi ông bà cô bác ơi. Đi ra nữa nè. Chào ông bà cô bác nha. Hẹn ông bà cô bác những cái video tiếp theo nha.